Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc Airbus A350 của hãng Thái Airways hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cũng lâu rồi mình mới gặp A350 của một hãng khác ngoài Vietnam Airlines và Singapore Airlines ở sân bay này. Hiện tại hãng hàng không quốc gia của Thái Lan này vẫn duy trì các chuyến bay đến sân bay Nội Bài cũng như sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng theo mình được biết thì đây là các chuyến bay chở hàng. Còn các chuyến bay chở khách đã giao cho công ty con là hãng Thái Smile phụ trách. Cũng khá đáng tiếc khi một nàng tiên cánh cong như thế này lại phải hùng hục làm nhiệm vụ thổ hàng. Hiện tại hãng Thái Airways đang có 12 chiếc A350-900 trong đội bay. Quy mô đội bay của Thái Airways đã thu hẹp lại đáng kể do ảnh hưởng của 2 năm đại dịch Covid-19. Thậm chí trên nguyên tắc thì hãng hàng không này đã phá sản và đang trong quá trình tái cơ cấu lại. Một pha hạ cánh khá nhẹ nhàng của chiếc A350-900 xuống đường băng 11L sân bay Nội Bài. Ngoài A350 thì Thái Airways còn được sở hữu loại máy bay lớn nhất do hãng Airbus sản xuất, đó là các chiếc Airbus A380. Hãng từng vận hành 6 chiếc Airbus A380. Tuy nhiên các chiếc máy bay này đã phải cho nghỉ hưu sớm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mình cũng không rõ số phận hiện tại của chúng. Hiện tại nếu có giao bán lại thì chắc cũng không hãng hàng không nào dám mua loại đó. Hiện tại thì đường bay từ Bangkok tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác bằng loại máy bay có sức chứa khiêm tốn hơn nhiều. Đó là các chiếc A320 của hãng Thái Smile, công ty con của Thái Airways. Điều này chứng tỏ rằng du lịch quốc tế còn lâu mới khôi phục lại được như trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A320 của Thái Smile ở sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay nhỏ bốc lên rất nhanh. Và đây là lúc chiếc A350-900 của Thái Airways tiến ra đường băng cất cánh của sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này mang số đăng bạ HS-THK. Theo trang web planespotter.net thì chiếc máy bay này mới có tuổi đời 4,6 tuổi. Một chiếc máy bay còn rất mới. Hiện tại thì đường bay từ Hà Nội đi Malaysia cũng được khai thác bằng loại Airbus A320. Đây là máy bay của hãng AirAsia.
Và đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A350 của Thái Airways. Chiếc A350 đã nhẹ nhàng rời khỏi mặt đường băng sân bay Nội Bài. Bộ bánh đáp của máy bay đang được thu lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.